Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi chủ nhật ngày 18 tháng 11 năm 2018 của 12 con giáp. Thiên dân bán hội, đây là dấu hiệu cho thấy con đường tình duyên của người tuổi Thìn đang thênh thang rộng mở. Chỉ cần bản mệnh gật đầu đồng ý thôi là có không ít người xin làm ứng cử viên. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi Lịch Nghề Tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi phương Đông, người tuổi Tý có thể gặp phải nhiều chuyện hiểu lầm khiến cho người ấy có cái nhìn khác về con người bạn. Bạn mệnh chẳng nghe hiểu đầu đuôi câu chuyện, chỉ thấy sóng gió nổi lên. Thủy sinh xuất cho mộc, đã bao lần hy sinh, bao lần cố gắng mà cuối cùng vẫn không được người mình thương yêu tin tưởng. Điều ấy như nhát dao đâm vào tim khiến cho tuổi Tý tổn thương sâu sắc. Hôm nay, hỷ thần ở hướng Đông Bắc, người độc thân khó tìm thấy người yêu nhưng vẫn có thể tặng vận đào hoa của mình bằng những chuyến đi phương vị này, đừng bao giờ từ bỏ. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, hy sinh chưa chắc là sự lựa chọn đúng. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, tình cảm nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, mối quan hệ đứng trên bờ vực. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, cần phải bình tĩnh hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, đừng tự ép buộc mình. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Người tuổi Sửu hôm nay có chính tài che chở nên đường tài lộc khá vững vàng. Bạn mệnh biết rằng mình cần phải có những khoản tiết kiệm đề phòng những lúc túng thiếu nên có sự chuẩn bị kỹ càng. Có điều thổ mộc tương xung dẫn đến nhiều bất đồng trong quan điểm của vợ chồng. Ai cũng muốn được hưởng thành quả lao động của mình, đối phương không muốn phải cần kiệm cả đời chịu khổ. Bản mệnh cần phải giải thích kỹ càng những việc mình đang làm với một nửa, đừng lúc nào cũng nghĩ rằng chỉ mình bản thân mình là hiểu được, gia đình cần hai người cùng chia sẻ. Ngày trực bình, tốt mọi việc, có thể sẽ có cách hóa giải. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, tài chính vững vàng. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, đời sống tình cảm không thuận. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, nhiều vấn đề phát sinh. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, mâu thuẫn bùng nổ. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, không tìm được tiếng nói chung. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, tỷ kiến nhập cục. Tử vi hàng ngày cho thấy người tuổi Dần đang phải đối mặt với nhiều sự lựa chọn, cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định đúng đắn, nếu không thời cơ qua mất thì chỉ đành nuối tiếc. May thay hôm nay bản mệnh đã có chủ kiến của riêng mình và không bị ảnh hưởng bởi những lời bàn ra tán vào của mọi người. Dù bạn biết rằng độ mạo hiểm cao nhưng vẫn muốn kiếm tiền về tay. Mộc khí vượng, đây là điểm báo không lành về sức khỏe của con giáp này. Bản mệnh cần phải chú ý hơn đến các vấn đề về gan, nhất là những người có tiền sử bệnh này thì càng phải chú ý theo dõi thường xuyên. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, nên chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, đừng chỉ cho mình là đúng. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, nên tham khảo thêm ý kiến. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, đừng chần chừ do dự. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, thời gian là tiền bạc. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Theo dõi tử vi chủ nhật của 12 con giáp thì người tuổi Mão hôm nay vận trình hung cát đan xen, vui buồn lẫn lộn, tam hộ cục che chở cho bản mệnh được vượng về đường tình duyên, tìm được hạnh phúc của đời mình. Nhưng trong chuyện tình cảm thì bản mệnh lại chẳng được may mắn như thế. Kiếp tài cho thấy tuổi Mão dễ gặp chuyện xấu, tiền bạc hao tồn, chẳng thể giữ nổi trong tay dù đã cố gắng. Bản mệnh hôm nay nên cẩn trọng với người tuổi Canh Ngọ và Canh Tý, đó có thể là những kẻ tiểu nhân, mưu mô cướp đoạt, lừa đảo tiền bạc của bản mệnh, con giáp này nên chớ tin người quá đáng. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, dễ gặp chuyện mất tiền. Tử vi tuổi Đinh Mão, hỏa, đề phòng kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, hung cát song hành. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, tình duyên thắm sắc. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, dễ tìm được người yêu. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh dương, quý nhân phù trợ,
người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn, Thìn dần bán hôi. Đây là dấu hiệu cho thấy con đường tình duyên của tuổi Thìn đang thênh thang rộng mở. Chỉ cần bản mệnh gật đầu đồng ý là có không ít người xin làm ứng cử viên. Hôm nay là ngày trực bình, tốt cho mọi việc. Thế nên nếu các cặp đôi đã xác định yêu nhau để xây dựng gia đình thì có thể chọn ngày hôm nay về ra mắt hai bên gia đình, xin cha mẹ được tính chuyện trăm năm. Thiên tài cũng mang đến cho tuổi Thìn tin mừng khi mà các vấn đề về tiền bạc không còn quá nghiêm trọng nữa. Dù bạn là người làm công ăn lương hay người kinh doanh thì cũng đều tìm ra cơ hội kiếm tiền. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, nhiều người thầm thương trộm nhớ. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, có những nỗi niềm khó nói. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, tiền bạc dồi dào. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, dễ kiếm tiền về tay. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, nên chủ động tìm kiếm cơ hội. Con số may mắn 4, 8. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu. Quý nhân phù trợ người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Xem tử vi ngày 18 tháng 11 năm 2018, cục diện tương hại báo hiệu về việc con giáp này đang gặp nhiều mâu thuẫn với người thân, gia đạo bất an, dễ cảm thấy chán nản và mệt mỏi với cuộc sống. Con giáp này có thể sẽ chịu nhiều tổn thương vì chính những người mình yêu thương. Có lẽ bạn nên tập trung hơn vào công việc để giải tỏa bớt áp lực, thực thân sẽ mang tới thành công cho con giáp này. Tuổi Tỵ hôm nay tài lộc dồi dào, không cần lo lắng chuyện tiền bạc để chi tiêu. Hôm nay còn có thần tài ở hướng đông nam, nếu quyết định cầu tài hay khai trương, mở cửa hàng thì đây là điều rất quan trọng. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, mâu thuẫn lên cao. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, xung đột bị đẩy lên. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, tiền bạc không phải là vấn đề. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, tài lộc dồi dào. Con số may mắn 2, 7. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, cam. Quý nhân phù trợ người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, tam hợp quý nhân chỉ lối dẫn đường. Chủ nhật này có lẽ người tuổi Ngọ sẽ đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi mà các mối quan hệ mang đến cho bạn niềm vui to lớn chẳng gì sánh được. Người tuổi Ngọ vốn quảng giao, bạn thích được giao tiếp và mong muốn được giao tiếp để mở rộng thêm các mối quan hệ cho mình. Điều này có thể sẽ tốt hơn cho cuộc sống sau này của bản mệnh. Tuy nhiên, đó cũng có thể là yếu tố dẫn đến những biến động trong cuộc sống tình cảm của bản mệnh. Dù người ấy không nói nhiều nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn đồng ý, dễ cảm thấy bất mãn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, vượng vận quý nhân. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, tìm được người giúp đỡ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, có nhiều mối quan hệ. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, đời sống vợ chồng nhạt nhòa. Con số may mắn 5, 9. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường cam, hồng. Quý nhân phù trợ người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, chính tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Mùi. Con giáp này có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính nên không cần lo lắng về những chuyện trong tương lai hay hiện tại. Mộc hỏa bất dung, chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy không được suôn sẻ cho lắm. Dù giữa hai người không có khúc mắc gì nhưng lại không nhận được sự chấp thuận của gia đình để tiếp tục mối quan hệ. Hỷ thần ở hướng đông bắc, đừng để mình tuyệt vọng vì buồn chán. Nếu hai bạn vẫn thực sự yêu thương nhau thì vẫn có cách giải quyết cho trọn vẹn đôi bên. Đừng lo lắng quá tuổi Mùi nhé, rồi sẽ ổn cả thôi. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, thu nhập ổn định rõ rệt. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, tình cảm không được như ý. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, mâu thuẫn nảy sinh. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, vợ chồng không hiểu nhau. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, nên tìm hiểu rõ nguyên nhân. Con số may mắn 3, 8. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường nâu, cam. Quý nhân phù trợ người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, thân dần tương xung. Lịch vạn niên cho biết đây là dấu hiệu cho thấy người tuổi Thân đang bị khống chế về tinh thần, khiến cho đời sống tình cảm vợ chồng trở nên nhạt nhẽo và căng thẳng. Bạn và người ấy bên nhau đã lâu, những tưởng phải hiểu hết mọi điều cho nhau, nhưng con giáp này có sự lựa chọn hoàn toàn khác biệt.
ở thời điểm hiện tại nhận lời chê bai nhưng có thể sau này lại phục thù. Thiên quan cảnh báo về những lời đồn đoán sai sự thực ngoài kia, người tuổi Mậu Tuất, Bính Thân có thể nói giúp cho tuổi Thân hoàn toàn thư giãn sau những khó chịu nhẹ khi không còn phải ở nơi chật chội nữa. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy không có tiếng nói chung. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa nhiều xung đột giữa hai người. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ đồn đoán thị phi nảy sinh. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc nhiều tai họa ập xuống. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim không được may mắn. Con số may mắn 2, 6. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường trắng, vàng. Quý nhân phù trợ người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Theo tử vi 2018, người tuổi Dậu hôm nay đường tình duyên trắc trở trở nên lận đận. Bản mệnh dù đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không có được thứ mình muốn, chỉ đành ngậm ngùi nói lời tạm biệt mà thôi. Kim mộc xung khắc với nhau, tình cảm vợ chồng không được tốt, dễ nảy sinh xung đột giữa hai người. Từ những vấn đề còn rất nhỏ nhặt, hai người cũng có thể tranh cãi gay gắt với nhau. Người độc thân không tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, đành phải chấp nhận cuộc sống cô đơn. Bạn cố tìm niềm vui cho bản thân nhưng cũng không có tác dụng gì. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, tình cảm vợ chồng không được tốt. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, khó tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, nhìn thấy nhiều nguy cơ. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, đường tình duyên nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, khó tìm được người ở bên. Con số may mắn 1, 7. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường bạc, vàng. Quý nhân phù trợ người tuổi Tý, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Xem tử vi ngày 18 tháng 11 năm 2018, tam hợp quý nhân che chở vận trình cho người tuổi Tuất, dù là tiền bạc hay tình duyên thì cũng cực kỳ lý tưởng. Bản mệnh không cần phải lo lắng chuyện tương lai nữa. Thiên tài cho thấy người tuổi này đã có sự sáng tạo và gánh vác trách nhiệm suốt một thời gian dài, nhưng điều đó chỉ càng hun đúc cho bản mệnh sự tự tin, không còn thấy lo lắng hay khó chịu nữa. Hôm nay nếu có kế hoạch cầu tài hay khai trương mở cửa hàng nên thận trọng hơn. Ngày trực bình tốt cho mọi việc. Nếu cảm thấy tình cảm chín muồi thì hãy nhanh chóng tính tới chuyện về chung một nhà. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, tiền bạc không phải lo toan. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, tài lộc dồi dào. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, tình duyên vượng sắc. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, vợ chồng yêu thương nhau. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, tình cảm, thăng hoa rực rỡ. Con số may mắn 2, 5. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường trắng, nâu. Quý nhân phù trợ người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Dần Hợi hợp mộc dục. Theo tử vi hôm nay của người tuổi Hợi sẽ phải để cho mọi người biết rõ về các mối quan hệ của mình. Tử vi cho thấy tuổi Hợi có thể gặp phải tai họa nên tránh đi thì hơn. Lục hợp quý nhân còn có ý định giúp đỡ con giáp này vượt qua những rắc rối, biến động sau một ngày thành công, không hề có ý định bớt xén gì mà vẫn để cho bản mệnh tự nhiên ngoài sức tưởng tượng. Hỷ thần ở hướng Đông Bắc cũng chính là hướng mà hôm nay nhiều người muốn tới. Hãy thử cùng người mình yêu thương đứng giữa không khí lãng mạn này để cùng nhau, không còn để ai phải ganh tị nữa. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, quý nhân giúp đỡ nhiệt tình. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, đừng bỏ quên tình yêu. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, tai họa trực chờ. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, chớ để mình gặp nguy. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, có nhiều điều cần nói. Con số may mắn 4, 7. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường trắng, bạc. Quý nhân phù trợ người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.